Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và tuyên dương đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 154 đảng viên, đạt tỷ lệ 102,7%. Trong năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 18 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tuyên dương 10 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.